Kính chào quý vị. Dự báo trong 10 ngày đầu tháng 11, ở Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, còn ở miền Trung có khả năng xảy ra đợt mưa đặc biệt lớn gây ngập lụt. Mời quý vị cập nhật tin mới và nóng cùng Chuyển động Duyên Hải chiều nay, những thông tin đáng chú ý. Miền Trung sắp hứng đợt mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập úng diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi. Tỉnh Quảng Bình thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ, nước đã rút, các địa phương đang tập trung khắc phục thiệt hại. Thu giữ hàng trăm đồng hồ, túi sách, mắt kính có dấu hiệu giả nhãn hiệu nổi tiếng ở chợ Bến Thành. Cài đặt phần mềm giả, người đàn ông ở Hà Nội mất 400 triệu đồng. Một tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên 77.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Độc đáo nghề chế tác sườn trâu của người Mông ở xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Miền Trung sắp hứng đợt mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập úng diện rộng. Đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt các trận mưa cường suất lớn gây ra lũ lớn trên báo động 3 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, ngập úng diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 11, Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng tổ hợp của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn, gồm vùng xoáy thấp ở Nam và giữa Biển Đông. Ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường cộng với đới gió đông hoạt động mạnh trên độ cao từ 1.500 đến 5.000m. Đây là một hình thái thời tiết gây mưa đặc biệt lớn, điển hình ở các tỉnh miền Trung. Các trận mưa cường suất lớn gây ra lũ lớn trên báo động 3 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, ngập úng diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi. Vùng mưa lớn mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên. Sau ngày 10 tháng 11, miền Trung có thể xuất hiện thêm từ 2 đến 3 đợt mưa lớn, trong đó nửa đầu tháng 11 tập trung ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Chiều nay, Trung tá Nguyễn Minh Trường, chính trị viên đồn biên phòng Làng Ho, Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng di dời khẩn cấp 13 hộ dân với 61 nhân khẩu bản Tân Ly, xã Lân Thủy, huyện Lệ Thủy, tránh nguy cơ sạt lở đất. Sáng nay, tổ công tác của đồn biên phòng Làng Ho và các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra tình hình trên địa bàn sau đợt mưa lũ. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phối hợp nói trên đã phát hiện trên ngọn núi chạy dài phía sau bản Tân Ly xuất hiện vết nứt lớn, kéo dài khoảng 40 đến 55 mét, cách nhà của dân hộ gần nhất khoảng 15 mét. Qua khảo sát cho thấy, có 13 hộ dân với 61 nhân khẩu nằm trong nguy cơ bị sạt lở đe dọa. Ngay sau đó, đồn biên phòng Làng Ho đã huy động lực lượng cùng các đơn vị hỗ trợ di dời 13 hộ dân với 61 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trước mắt, toàn bộ các gia đình được bố trí tạm trú tại nhà văn hóa bản Tân Ly để chính quyền địa phương có phương án ổn định cuộc sống lâu dài. Tại Quảng Bình, trong đợt mưa lũ vừa qua, đã có 7 người tử vong và 7 người bị thương. Ước tính thiệt hại do mưa lớn từ ảnh hưởng của bão số 6 gây ra khoảng 500 tỷ đồng. Sáng nay, nước đã rút, các địa phương tỉnh Quảng Bình đang tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại huyện Lệ Thủy, hiện chỉ còn 300 nhà dân vẫn ngập nước. Sau khi nước rút, người dân các địa phương đang tập trung dọn dẹp nhà cửa. Cán bộ, công nhân viên, giáo viên, phụ huynh cũng nhanh chóng tổng dọn vệ sinh, đẩy bùn đất trong công viên của các trường, lau chùi bàn ghế lớp học. Công tác khắc phục diễn ra khẩn trương, không để bùn khô, khó khăn cho công tác vệ sinh. Trong đợt lũ này, huyện Lệ Thủy là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất khi có đến gần 20.000 ngôi nhà bị ngập. Huyện cũng đã sơ tán hàng ngàn người dân đến nơi an toàn. Sau lũ cùng với hỗ trợ của các lực lượng vũ trang công an, biên phòng, quân sự, các địa phương đang tổng lực dọn dẹp vệ sinh. Sau lũ cùng với công tác tổng dọn vệ sinh, tỉnh Quảng Bình cũng quan tâm khôi phục hệ thống lưới điện. Đến chiều ngày 31 tháng 10, công ty Điện lực Quảng Bình khôi phục cấp điện cho hơn 180.000 khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ đạt 99,9%. Công ty tập trung kiểm tra, khắc phục sự cố, dự kiến đóng điện lại 100% trong ngày hôm nay. Nhiều học sinh vùng trũng vẫn chưa thể đến trường. Hôm nay học sinh một số địa phương vùng trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế như Quảng Điền, Phú Vang vẫn chưa thể đến trường. Tại huyện vùng trũng Quảng Điền, ngay trong sáng nay, một số trường tại các xã Quảng Phước, Quảng An, nước vẫn còn ngập từ gần 40cm. Khoảng 5.000 học sinh vẫn chưa thể đến trường để đảm bảo an toàn. Ngành giáo dục yêu cầu các địa phương chủ động ngay khi nước rút, tổng dọn vệ sinh để đưa học sinh sớm trở lại trường. Hiện nay tại Thừa Thiên Huế, dù nước các sông đã xuống dưới báo động 2, nhưng vẫn còn tình trạng ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường liên thôn, liên xã, gây khó khăn cho việc đi lại. Tại ảnh ô tô cũ lừa rao bán giá rẻ,
Công an huyện Đắk Rờ Lấp, tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ hình sự Trần Văn Lộc, 21 tuổi, trú tại huyện Cờ Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Văn Lộc sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia vào các hội nhóm nhằm mục đích lấy thông tin, hình ảnh của người đang có nhu cầu bán xe ô tô, xe mốc đã qua sử dụng. Có được thông tin, hình ảnh, Lộc tải về, đăng trên trang cá nhân của mình, rao bán với giá rất thấp. Khi khách đồng ý mua, Lộc yêu cầu đặt cọc bằng phương thức chuyển khoản. Nhận được tiền cọc, Trần Văn Lộc tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác để tạo lòng tin, khiến khách gửi thêm tiền cọc rồi chặn mọi liên lạc. Từ tháng 1 năm 2024 đến khi bị bắt, Lộc đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng của hàng trăm người. Tạm giữ hàng ngàn chiếc vợt, bóng pickleball nhập lậu. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra cửa hàng tại thành phố Hạ Long, tạm giữ hơn 3.000 chiếc vợt, bóng và dụng cụ pickleball nhập lậu. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh phát hiện một tài khoản Facebook kinh doanh mặt hàng thiết bị phục vụ chơi pickleball khá sôi động, có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng Quản lý Thị trường số 1 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra cửa hàng nói trên tại khu 2A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tạm giữ 393 chiếc vợt, bóng, túi đựng vợt có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Friendlin, Engage đang được bảo hộ tại Việt Nam có giá trên 83 triệu đồng và 3.337 chiếc vợt, bóng và dụng cụ pickleball nhập lậu có giá trên 355 triệu đồng. Chủ cửa hàng khai nhận số hàng được nhập lậu qua một kênh bán trung gian khác. Thu giữ hàng trăm đồng hồ, túi sách, mắt kính có dấu hiệu giả nhãn hiệu ở chợ Bến Thành. Chiều tối qua, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra nhiều quầy bán đồng hồ, túi sách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại chợ Bến Thành. Lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh đồng hồ, mắt kính, túi sách có dấu hiệu vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Omega, Ray-Ban, Prada, LV, Dior, Gucci, Chanel, Philippe. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và thu giữ hàng trăm sản phẩm đồng hồ, túi sách, mắt kính có dấu hiệu giả nhãn hiệu để tiếp tục điều tra. Trước đó, lực lượng quản lý thị trường cũng nhiều lần kiểm tra hoạt động kinh doanh tại chợ Bến Thành, chợ An Đông, cửa hàng, trung tâm thương mại và đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp bán hàng thời trang, mỹ phẩm nhái, giả các thương hiệu nổi tiếng, hàng không rõ xuất xứ. Nam thanh niên dùng hàng nóng xử đối thủ. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố Lê Tuấn Kiệt, 20 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra, ngày 18 tháng 12 năm 2023, vợ của người đàn ông 24 tuổi, ngụ ở thành phố Buôn Ma Thuột, cãi nhau trên mạng xã hội Facebook với người yêu của Kiệt. Biết chuyện, Kiệt lấy điện thoại của người yêu, nhắn tin cho vợ của người đàn ông, hẹn hôm sau sẽ đánh nhau. Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2023, người đàn ông cùng vợ đến nhà người yêu của Kiệt để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, người đàn ông cầm một con dao, lao đến chém Kiệt nhưng không trúng. Lúc này, Kiệt rút khẩu súng ngắn bắn liên tiếp 6 phát đạn về phía người đàn ông. Nạn nhân trúng 3 phát đạn vào đầu, cổ và đùi trái. Sau khi gây án, Kiệt đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, bị thương tật 24%. Phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn ở Đắk Nông. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông xác nhận, trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long, xảy ra một vụ phá rừng quy mô lớn, mất thiệt hại 100%. Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm địa bàn xã Quảng Sơn phát hiện gần 2 hectare rừng sản xuất bị cắt trắng, thiệt hại 100%. Tại hiện trường, nhiều cây rừng lô ô bị cắt trụi, lá còn xanh, thân còn tươi. Tại khu vực này, nhóm phá rừng cũng san lấp, gom dọn cây rừng, đánh luống, chia thửa với mục đích trồng cây nông nghiệp khác. Được biết, khu vực rừng bị phá thuộc lô 21, 28, 29, khoảnh 8 tiểu khu 1679 do Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn quản lý. Hiện lực lượng kiểm lâm đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chuyển sang công an huyện Đắk Cờ Long để điều tra làm rõ. Bắt nghi phạm vận chuyển 35.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An vừa chủ trì phối hợp lực lượng công an bắt giữ nghi phạm. Đồn Biên phòng Thạnh Trị phối hợp lực lượng công an tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới tại khu vực cách mốc dấu 205 cộng 400m phát hiện nghi phạm điều khiển xe ô tô biển loại 16 chỗ di chuyển theo hướng từ Campuchia qua biên giới vào nội địa Việt Nam.
trên xe có chứa các thùng cạc tông có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng làm nhiệm vụ phát tín hiệu yêu cầu dừng xe lại kiểm tra. Tại đây, qua kiểm tra phát hiện số thùng cạc tông trên xe là thuốc lá ngoại nhãn hiệu Marlboro. Nghi phạm khai tên là Trang Rota, 35 tuổi, trú số 29C, đường Bê Tông, ấp Chợ Rơi Ba Sắc, phường Rách Bra, quận Chợ Ba Ôm Bơi, thành phố Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Qua kiểm đếm, số thùng cạc tông trên xe có 70 thùng cạc tông chứa 35.000 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Marlboro. Nghi phạm khai nhận số thuốc lá trên nhận chở thuê cho một người không rõ lai lịch với giá tiền công là 1.000 đô la Mỹ. Ngư dân gặp nạn khi đi câu mực trên vịnh Vân Phong. Người dân phát hiện ghe câu mực của gia đình ngư dân 59 tuổi trú tại phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa có biểu hiện bất thường. Khi tiếp cận ghe của ngư dân này, người dân phát hiện chủ ghe nằm trong ghe nhưng cơ thể đã lạnh cóng, nghi tử vong từ trước đó nhiều giờ. Người dân địa phương đã tiến hành kéo ghe của nạn nhân vào bờ, đồng thời báo lên chính quyền địa phương về vụ việc. Khởi tố tài xế xe khách dàn ép xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hôm nay, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Xuyên ra quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với Đồng Khắc Mạnh Cường, 37 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Từ thông tin phản ánh trên báo chí với nội dung tài xế chàng ép nhau trên cao tốc, ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng công an vào cuộc xác minh vụ việc. Công an huyện Bình Xuyên xác định khoảng 12 giờ ngày 19 tháng 10, anh Hoàng Văn Hải, 33 tuổi, trú tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, điều khiển xe ô tô tải đi từ trạm dừng nghỉ km 23 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi ra đường cao tốc, bật đèn xi nhan bên trái, di chuyển từ trạm dừng nghỉ để nhập vào làn cao tốc. Thời điểm này, xe ô tô khách do Đồng Khắc Mạnh Cường điều khiển đi ở làn giữa hướng Hà Nội - Tuyên Quang. Tuy nhiên, dù xe ô tô khách đi từ phía sau đến, nhưng Cường vẫn cố ý điều khiển xe vượt ngang chèn ép, buộc xe ô tô phải đi vào làn dừng khẩn cấp. Đồng thời, Cường lái xe ô tô khách vượt lên tạt đầu xe tải nhằm không cho xe này đi trước. Sau đó, Cường còn tiếp tục điều khiển xe ô tô khách đánh lái tạt đầu xe ô tô tải thêm một lần nữa. Hành vi của Cường thể hiện ý thức coi thường pháp luật, có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông trên đường cao tốc, nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Một bé gái 13 tuổi ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bị nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng, lột hết quần áo rồi quay clip tung lên mạng. Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thông tin đã chỉ đạo lực lượng công an làm rõ, xử lý nghiêm những người có liên quan. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn 4 phút ghi lại cảnh thiếu nữ bị nhóm bạn đánh hội đồng tại một khu đất trống. Qua clip cho thấy, nạn nhân ngồi bệt trên nền đất, nhóm bạn từ 5 đến 7 người đứng xung quanh reo hò, nói tục. Một trong số đó đã túm tóc, dùng mũ bảo hiểm, cây gỗ đánh vào đầu thiếu nữ trên. Sự việc chưa dừng lại, ba bạn nữ đã đè nạn nhân xuống đất, sau đó lột quần. Ngay khi thoát khỏi sự khống chế, nạn nhân đứng lên thì bị nhóm bạn tiếp tục xé áo, lột sạch đồ trên người. Dù xung quanh có nhiều nam giới nhưng không ai ngăn cản, thậm chí còn dùng điện thoại quay lại. Sau đó, đoạn clip đánh hội đồng lột đồ thiếu nữ bị phát tán trên mạng xã hội Facebook. Bắt ba người lừa bán đất rừng phòng hộ ở Phú Quốc. Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiền, 22 tuổi, Nguyễn Quốc Hương, 57 tuổi và Đặng Minh Dương, 46 tuổi, cùng ngụ xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2019, Tiền rủ Hương phát dọn khoảng 21 ha đất rừng phòng hộ liền kề với thửa đất của gia đình mình tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Sau đó, Tiền nhờ Dương đứng tên trên giấy xác nhận nguồn gốc đất và mang đến cho trưởng ấp Đường Bào thời điểm đó ký. Tới tháng 12 năm 2021, Tiền thỏa thuận chuyển nhượng cho một người 30.000 m² đất rừng phòng hộ nói trên với số tiền 4 tỷ đồng. Người này sau đó chuyển nhượng cho nhiều cá nhân khác. Khi nhận đủ tiền, Tiền chia cho Hương 500 triệu đồng và Dương 150 triệu đồng. Cài đặt phần mềm giả, người đàn ông ở Hà Nội mất 400 triệu đồng. Công an thành phố Hà Nội thông tin, nạn nhân ở quận Cầu Giấy, Hà Nội bị lừa đảo khi cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Người đàn ông 52 tuổi trú tại Cầu Giấy, Hà Nội nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an quận Tây Hồ, yêu cầu anh xác nhận hộ khẩu điện tử cho con gái. Người này hướng dẫn anh cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo để đồng bộ dữ liệu dân cư cho con. Tuy nhiên, sau khi cài đặt, người này yêu cầu anh quét mã QR ngân hàng và căn cước công dân trên điện thoại. Sau đó, anh phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 400 triệu đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo. Nhân viên ngân hàng phối hợp công an ngăn chặn vụ lừa đảo. Dù được giải thích, khuyên ngăn,
nạn nhân vẫn kiên quyết chuyển tiền cho người lạ, buộc ngân hàng phải nhờ tới sự hỗ trợ của lực lượng công an để ngăn chặn vụ việc. Một người dân tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng được một người lạ thêm vào nhóm chat trên mạng xã hội để làm các nhiệm vụ và nhận hoa hồng. Trong những lần đầu tiên, chị này được yêu cầu nộp tiền để hoàn thành nhiệm vụ và được hoàn tiền hoa hồng đúng như hứa hẹn. Sau đó, nhóm người lạ thông báo chị là một trong số những người làm nhiệm vụ đã may mắn trúng thưởng, phần quà là một chiếc xe máy Honda Vision trị giá 50 triệu đồng. Nhóm người này yêu cầu chuyển số tiền 39 triệu đồng để nhận thưởng. Nạn nhân đã chuyển 18 triệu đồng, nhưng nhóm người lại tiếp tục yêu cầu phải chuyển thêm số tiền 21 triệu đồng để hoàn thiện hồ sơ trúng thưởng. Tin lời, nạn nhân đến phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank tại thị trấn Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng để chuyển thêm 21 triệu đồng với hy vọng sẽ nhận được món quà là chiếc xe máy đã trúng thưởng. Nhận thấy khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, nhân viên ngân hàng đã tư vấn, giải thích, khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn quyết tâm chuyển tiền. Giao dịch viên buộc phải thông tin cho công an huyện Quảng Hòa để phối hợp giải quyết. Qua quá trình, lực lượng chức năng tuyên truyền, thuyết phục, nạn nhân đã nhận ra đây là chiêu trò lừa đảo và đã dừng giao dịch ngân hàng, không để mất thêm tài sản. Cháy xà lan chở cát ở Bạc Liêu do thợ hàn bất cẩn. Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đang xác minh điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy xà lan trọng tải hơn 500 tấn chở cát san lấp mặt bằng trên địa bàn. Trên tuyến kênh 30 tháng 4, đoạn thuộc khóm Đầu Lộ A, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, người dân phát hiện trên chiếc xà lan chở cát bất ngờ bốc cháy dữ dội. Cột khói và ngọn lửa cao hàng chục mét. Người dân hô hoán cầu cứu địa phương hỗ trợ dập lửa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều phương tiện chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm cháy phần cabin và máy. Được biết, xà lan trên là của doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm bốc cháy, xà lan đang đậu chờ bơm cát san lấp mặt bằng cho một công trình ở địa phương. Quay video đăng Facebook xúc phạm cảnh sát giao thông, nam thanh niên bị phạt nặng. Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã củng cố hồ sơ tài liệu để xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông đối với nam thanh niên 21 tuổi, trú tại thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ. Trước đó, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, không mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết, điều khiển xe máy tham gia giao thông, lưu thông trên đoạn đường 392, đoạn qua khu vực xã Minh Đức, thì bị lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Tứ Kỳ yêu cầu dừng xe để làm việc. Quá trình làm việc, nam thanh niên đã dùng điện thoại cá nhân quay video ghi hình lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Sau đó, do bức xúc khi bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản, tạm giữ phương tiện, nam thanh niên đã dùng tài khoản cá nhân đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội Facebook đoạn video bản thân quay được trước đó kèm tiêu đề nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Tứ Kỳ. Nam thanh niên bị xử phạt về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức cá nhân, mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Khoảng 19 giờ tối qua, người dân khu vực Sa Bà thuộc xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi nổi lên mặt nước gần bờ kênh nên trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và đưa thi thể cháu bé lên bờ. Người dân cũng đã đến nhận dạng nhưng không phải nhân thân của người dân ở khu vực này. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc, xác minh danh tính nạn nhân cùng người thân. Bắt giam nghi phạm trộm 5kg tổ yến ở Tiền Giang. Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Văn Nghiêm ở ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Lâm Văn Nghiêm đã cắt khóa cửa, đột nhập vào nhà nuôi chim yến của ông Phạm Tuấn Kiệt, một hộ dân ở ấp Bình Long, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, lấy cắp 5kg tổ yến thô rồi đem bán cho một doanh nghiệp kinh doanh tổ yến trên địa bàn thành phố Mỹ Tho lấy tiền tiêu xài. Nhận tin báo của bị hại, công an huyện Chợ Gạo tiến hành xác minh, điều tra truy xét bắt giữ Lâm Văn Nghiêm tại nơi cư trú. Bắt nghi phạm trộm rào chắn hành lang cao tốc Bắc Nam. Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Lê Văn Hùng, 41 tuổi, trú thôn Yên Thọ, xã Mậu Lâm và Lê Đình Toàn, 44 tuổi, trú thôn Phú Sơn, xã Phú Nhuận, đều ở huyện Như Thanh để điều tra về hành vi trộm cắp phá hoại tài sản nhà nước. Công an xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của tổ an ninh cơ sở thôn Tuy Yên về việc trên địa bàn bị mất khoảng 15 tấm rào chắn hành lang của tuyến cao tốc Bắc Nam. Sau khi tiếp nhận thông tin,
công an đã vào cuộc xác minh và xác định Lê Văn Hùng là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp trên. Khám xét chỗ ở của Hùng, cơ quan điều tra đã thu giữ được các vật chứng gồm xe máy, biển số xe giả, xe kéo tự chế, 14 cột trụ đỡ kết nối rào chắn và nhiều công cụ khác dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, công an huyện Nông Cống đã bắt thêm Lê Đình Toàn làm nghề thu mua phế liệu, là người mua 15 tấm rào chắn của Hùng. Độc đáo nghề chế tác sừng trâu của người Mông ở xã Mường Hoa, thị xã Sapa. Sừng trâu được chế tác đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông và là sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Từ những chiếc sừng trâu thô thu gom tại các lò mổ, sau khi ngâm dưới bùn nước, để lông và tách lõi sẽ được đưa vào chế tác. Với sự hỗ trợ của máy móc và thẩm mỹ của nghệ nhân, những chiếc sừng trâu trở nên hấp dẫn, tạo sự thích thú cho nhiều người. Đây cũng chính là sản phẩm không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông ở xã Mường Hoa. Đồng bào Mông mình thì nó dùng về cái sừng trâu này về để làm lý đi cưới hỏi. Nếu là không có cái sừng này, người ta sẽ không cho mình cưới hỏi với con gái của người ta. Một là như vậy. Còn thứ hai nữa là phong tục của người dân tộc mình thì đám ma này, đám cưa này, người ta sẽ dùng cái này để đựng rượu, để làm lý nữa. Lúc mới chế tạo sừng trâu, anh Dế nghĩ chỉ làm để phục vụ cho đồng bào mình. Nhưng khi du lịch trải nghiệm bản làng ngày càng phát triển, thì những sản phẩm này lại rất hấp dẫn khách du lịch. Mỗi chiếc sừng được chế tác đẹp mắt có thể bán với giá khoảng 3 triệu đồng. Tùy theo kích cỡ, độ cong và đẹp, giá cũng khác nhau. Khách Tây thì người ta mua ít, nhưng mà khách Việt người ta cũng thích, người ta mua nhiều. Còn những người làm hôn dây Tây hoặc là người ta làm cái quán để bán kiểu mà bán đồ cũ của người dân tộc mình ấy, thì người ta hay mua. Thì có người, những người đấy thì người ta mua hàng cả đôi hoặc là mua hàng cả 3-4 chiếc luôn. Chế tác sừng trâu chỉ là một trong nhiều nghề truyền thống được đồng bào Mông ở Mường Hoa gìn giữ phát huy. Chính quyền địa phương cũng khuyến khích bà con phát huy, đưa nhiều sản phẩm truyền thống trở thành sản phẩm du lịch, phục vụ nhu cầu của du khách và tăng thu nhập cho người dân. Nhộn nhịp du khách quốc tế đến Phú Quốc. Từ tháng 10, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón hàng ngàn du khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng mỗi ngày. Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẵn sàng các dịch vụ nghỉ dưỡng, tối ưu kỳ nghỉ trọn gói và làm mới hoạt động giải trí phục vụ du khách tốt nhất. Hạ tuần tháng 10, thành phố Phú Quốc đón hai chuyến bay từ Đông Âu đến với khoảng 800 du khách. Đáng chú ý, chuyến bay thẳng từ Cộng hòa Séc đến thành phố Phú Quốc sau một năm thúc đẩy kinh tế, kết nối với các chuyến bay Đông Âu tới đảo Ngọc. Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, đảo Ngọc Phú Quốc sẽ tiếp tục đón các chuyến bay từ Đông Âu đến hết tháng 4 năm 2025. Dự kiến trung bình mỗi tuần có 700 du khách đến đảo Ngọc. Hiện mỗi tuần cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có khoảng 100 chuyến bay đưa đón du khách từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các chuyên gia du lịch nhận định, thời điểm này, Kiên Giang cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch Phú Quốc đến du khách quốc tế nhằm khai thác hiệu quả mùa cao điểm du lịch quốc tế. Chỉ trong tháng 10 năm 2024, Kiên Giang ước đón trên 76.600 lượt du khách quốc tế, tăng 135,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 10 tháng năm 2024, tỉnh ước đón trên 813.000 lượt du khách quốc tế, vượt 19,6% kế hoạch năm 2024. Dự kiến du khách quốc tế đến Kiên Giang còn tăng, nhất là dịp cuối năm, lễ Giáng sinh, kỳ nghỉ đông năm 2024 và chào năm mới năm 2025.